Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 72 ứng viên để bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 11, biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa mới gồm có 65 đồng chí. Trong số 72 ứng viên tại đại hội sẽ bầu ra 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, 4 vị trí còn khuyết sẽ được bổ sung sau đại hội. Trong số 72 ứng viên được giới thiệu để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 11, có 47 trường hợp tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Số trường hợp được giới thiệu tái cử cho khóa 11 giảm 22 trường hợp so với khóa 10, có 69 người. Về 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu, có cả trường hợp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quận được giới thiệu. Số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là 13 người. Tuổi bình quân của các ứng viên được giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa mới là 48,4 tuổi. Trong đó có 7 trường hợp là đảng viên trẻ. Đảng viên nữ trẻ tuổi nhất sinh năm 1984, đảng viên nam trẻ tuổi nhất sinh năm 1982. Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 đã có kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, gồm 61 đồng chí được lựa chọn từ danh sách 72 ứng cử viên đã được đại hội biểu quyết thông qua. Theo chương trình làm việc tối nay 17 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.